mình lên máy đăng thôi. Rồi anh nghe vô dần dần. Rồi chút xíu anh thay đổi số lại nha. Anh cứ đi chậm chậm rồi anh thay đổi số bớt. Có hàm kéo nhẹ xuống nấc. Rồi số 2. Ok. Thủ thắng giùm em. Rồi đánh lái lên đây. Rồi đạp ra nhẹ chút xíu, đạp ra nhẹ. Điều chân ga, chả là nhẹ. Vừa đạp ga vừa chả lái, đúng rồi. Ok. Rồi leo núi mọi người ơi. À, ngọn hải đăng vào thứ bảy, không biết nó có đông như thường hay không. Giờ anh đạp ga lên. Cái người anh ngồi giữa làn đường cho em ha, đừng có sợ nó tuột nha. Mới lần đầu tiên thì mình thay đổi số mình đi, nó sẽ xe nó có hỗ trợ ngang dốc, anh quẹo giống như xe trắng ha. Mở xe nhanh trái cho em. Rồi thòng chân ga lại cái, không có đạp ga nữa. Đúng giờ chuyển qua thắng, đánh hết lái lên luôn giùm em. Đúng giờ đạp ga nhẹ chút xíu thôi. Lúc này rồi, lúc này anh trả lại là dần dần nữa. Rồi bóp kèn giùm em luôn nha. Rồi bóp kèn để chia cảnh báo cho anh ta biết ở trên có thì người ta nhường cho mình ha. Rồi anh đạp ga lên, đó là xe hơi ở trên đó, người ta nhường cho mình để mình lên ha. Dạ anh đạp ga lên nữa, điều chân ga, bấm giữa chứ ai bấm vô lề, bấm lề tốn tiền, bấm giữa được. Bên trái là mấy ảnh đang bốc cái gọi là măng che gai. Rồi đi tiếp. À, cũng đông vui nha. Rồi đi tiếp. Nhớ cẩn thận mấy cái khung sắt ở dưới của mấy quán cà phê đại á, phải không? Cứng. Anh cứ bám giữa cho em đi, rồi đạp ga lên. Nắm cái tay 9 giờ và 3 giờ cho em, còn cứ nghiêng qua thôi, đừng có bỏ tay, cứ nghiêng bẻ qua vậy thôi. Chừng nào mình vô cua gắt thì mình mới đánh vòng ha. Hôm nay mình nghiêng giống như là mình đi xe máy bẻ qua bẻ lại đúng không ạ? Sợ cán đường. Cán đường bình thường, ai giao thông trên đây đâu bắt mà anh. Đường hẹp mà cán là chuyện bình thường. Đúng rồi, giữ đó cho em, giữ đó. Rồi kéo nhẹ lại. Thôi vậy thôi, thấy không? Thích thôi, đừng bẻ gấp quá, dư quá. Anh bẻ mà thấy nó thiếu anh bẻ vô nữa. Bám giữa cho em, đừng có bám lề. Rồi, đúng rồi. Vẫn đập ra nhẹ, nghe nhẹ. Đúng rồi, đập ra tiếp. Nữa, mình chạy là bỏ đạp xe máy không? Ở dưới sau không dám lại lên đâu. Rồi, đập ra tiếp. Rồi kéo nhẹ, đừng có bỏ tay, mình cứ giữ nguyên đó, cái mình kéo lại thôi. Ở đây mình đang, hiện tại mình đang lên số 2. Có xe mình vẫn đi chữ D lên được bình thường nha các bạn ha. Đó, vẫn lên D được. Nhưng các bạn đi D lên được, nhưng mà các bạn xuống thì các bạn xuống số thấp để chín. Máy nó gị xe lại, vừa thắng chân và vừa thắng máy ha. Động cơ nó sẽ gị lại thì các bạn xuống sẽ an toàn hơn. Còn lên dốc thì xe mình tùy theo trọng tải, chứ mà mình đi hai người hay mình đi dưới D vẫn được bình thường. Còn nếu mà mình đi nhiều xe full tải có đồ này nọ thì mình chuyển qua số 2 mình đi. Ví dụ các bạn đi, ví dụ chẳng hạn như nó hơi yếu, các bạn thấy sử dụng OD op. Xe mình có 4 cấp độ số nha. OD op là xe xe sao? Xe có 4, xe có số cấp. Xe vô cấp nó không có OD op đâu. OD op là số 3, bóp vô là nó sẽ còn lại 3 số. Số 2 là còn 2 số, số L là số 1, số 1. D là 4 số. Lâu lâu xe máy người ta mới chấm qua, thấy không? Còn nhỏ kia nó đu cái tay rồi, tôi vẫn đu đích thay thiệt. Phải phải lên trên luôn nha, giảm lại. Rồi anh mở xi nhan phải ở trên đây nè. Rồi nhớ thủ thắng.
đừng sợ nó tuột ha. Rồi chậm chậm thôi, kiến cho hậu ngang góc cua là đánh. Rồi giữ đó cho em. Rồi đạp ga nhẹ đi, rồi đạp ga nhẹ, trả lái nhẹ lại, đạp ga, vừa đạp ga vừa trả lái. Rồi đạp ga, anh vừa đạp ga vừa trả lái mới đúng. Yeah. Anh đạp ga mà anh không trả lái là nó sẽ cụp vô, nhớ giùm em nha. Chưa phối hợp nhìn nhuyễn à? Để mới đi tập chứ, nhuyễn rồi thầy ế sao? Bẻ nhiều quá, dư quá. Dư giả quá, mở xi nhan trái kìa, trái này, trái kìa, mình mượn đường mình mở xi nhan chứ. Chứ lẽ đợi ba chiếc xe này đi ra mình mới đi hả? Đúng không? Trời ơi. Nào, đánh bỏ tay ha. Đã thầy nói rồi, đánh bỏ tay chút xíu nó lạc vô lề. À, cái đường thì nó đơn giản thôi, mình đừng có bỏ tay nữa, mình cứ nghiêng cầm vị trí 9 giờ và 3 giờ cho thầy coi. Các bạn thường thường hay có tật có bị quán đó, bỏ tay cái chụp qua chụp lại, chụp qua chụp lại, chụp đẩy thảy chụp thảy chụp chút xíu cái vô lăng nằm đâu biết. Cái leo lề, cái leo lớn quanh kia. Cứ nghiêng qua nghiêng lại đó vậy thôi. Có gì đâu. Nè, ngon lành không? Đó giữ nguyên ha, cái độ cong bị cong không? Đó thiếu mình thêm. Rồi trả lại nhẹ nhàng, có đâu. Mở xi nhan trái. Từ từ cho tao lên. Rồi đạp ga nhẹ, nghiêng vô trong chút xíu, đúng rồi. Rồi cứ đạp ga đi, thả lỏng cái tay ga. Ga nhẹ chút ngôi nhồi. Chống nên cái đập ra đều. Tắp cho đó, quay đầu xe lại nha. Tắp cái đó à? Đánh ngay cho mấy người đó đó. Tại trên nó đông mà. Rồi chậm thôi, dừng lại. Dừng lại thắng đâu. Anh dừng lại anh phải thuộc, anh chuyển qua thắng chứ sao vẫn để chân ga. Rồi bây giờ mình quay đầu lại nè, đánh lái qua bên phải đi, trái đi. Rồi. Anh coi sao có xe không? Không thì mình đi lên. Đạp ra nhẹ chút xíu và chuyển qua thắng. Đúng rồi, lên nữa. 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 Rồi dừng lại, hết lái ngược lại. Đúng rồi. Rồi gà xuống lui. Hết lái đi, rồi gà xuống lui lại. Hay gà. Rồi, lui nhẹ. Lui đi, buông thắng ra. Nữa. Nữa. Nữa, ngấu phía sau nha. Nữa, lui tiếp. Nữa. Nữa. Rồi dừng, hết lái qua. Rồi đi số tới số 2. Số 2. Rồi đi. Quan sát cái phần đầu. Tiếp tục. Đúng mà. Cứ bình tĩnh, cứ đi bình thường. Đi dư sức rồi. Ngó trên kia. Rồi muôn thắng ra. Cái đầu đâu dướng đâu ha. Nữa. Hay thầy.
rồi trả lại dần dần, cái trả chậm chậm lại, trả lại, ồ trả là trừ hao, gà thắng. Hết tập sau vô nè, hỏi ra nhẹ nhàng, có thầy cứ bữa là lo cái gì không biết nữa, gầu đi tiếp, cứ từ từ, đừng để làm ta sợ, rồi nghe qua nhẹ vậy thôi, cầm đúng vị trí đừng có bỏ tay. Rồi bây giờ mình đi xuống, mình lên số 2 thôi, mình xuống số 2, có thể mình lên chữ D nhưng mà mình xuống số 2, hiện tại bây giờ xe nó đang nghỉ máy lại và đồng thời mình đang thắng. Rồi anh buông thắng ra, chống thì anh buông thắng ra, đúng vậy đó, vậy thôi. Có xe trước thì nó bám đường theo, bám đua theo, mình đi làm sao mình chia con đường ra làm đôi, mình ngồi giữa làn đường là ok, đừng có đi qua đèn đường của người ta. Rồi anh buông thắng ra, đúng vậy, gà nhẹ lại, gà nhẹ, gà lại chút xíu, đồm, rồi buông. Tức là tay cuốn là không phải giữ số 9, số 3. Rồi buông thẳng, buông. Đâu, gà nghiêng vô đi, ta tập nghiêng vô. Thở oxy. Rồi buông thắng nhẹ. Đấy đó, cái gà thắng rồi buông thắng thôi. Không? Buông thắng nha. Cái tay mình phải giữ chứ không tay mình nó thả lỏng, không? Rồi buông thắng ra. Giống như mình gậy vô đừng có buông cái tay ra, anh đang buông cái tay ra đó. Rồi buông thắng ra. Thả lỏng ra, nhẹ nhàng, đừng có gồng vô lăng đó, vậy thôi, có gì đâu. Lần đầu tiên làm chuyện ấy, anh nhớ là trừ hao nha, trừ hao là gần trùng cái lần chính mình mới trả, chứ đừng để thẳng rồi mình trả nó méo liền. Cái tay qua lăn lại cũng như không. Rồi nghiêng vô đốm dài tốt. Rồi trả lại. Ok. Nhường cho xe taxi nó qua. Gà thắng lại chút xíu. Gà thắng lại. Gà thắng lại. Anh đang chuyển qua gà đó. Quá là hơi bị quán nữa này. Quán thì chậm lại chút. Rồi anh buông thắng. Cái tay của anh á, anh vẽ anh thảy chụp tùm lum tùm la thì nó bị gối cái tay, gối cái tay thì nó gối luôn cái chân. Đúng rồi, đạp ga lên đi tiếp. Đúng không? Cái tay anh lắc quá, anh thả lỏng nè. Rồi ghi đè cái cổ tay mình lại chút xíu. Rồi đi, buông thắng ra. Ngó trước kìa, anh đừng có ngó phía hậu sau. Rồi anh đập ra đi. Rồi đập ra chứ. Nó yếu thì mình đập ra. Rồi thủ quá thắng. Đó, nó có chớn rồi đó, thấy không? Bám giữa này nữa, đúng rồi.
Dạ, 4 tháng nha. Dạ, 4 tháng, nghiện lại vô. Nhớ giùm em là trả là lúc nào cũng phải trả trừ hao, đừng bao giờ để cho xe thẳng và trả. Thí dụ anh quẹo trái hay quẹo phải gì cũng vậy, thấy không? Quẹo trái thì cái hướng trả cũng là hướng 13 giờ à, để chi nó có một cái góc đó khi anh trả là nó tạt qua là vừa, thấy không? Chứ đừng bao giờ để thẳng xe mà trả là nó sẽ bay vô lề. Rồi anh đi cuồng thẳng ra tiếp. Anh đừng có sợ cám mạch vàng, anh cứ bám sát mạch vàng chị. Rồi ga thắng nhẹ lại. Rồi bốn thắng ra. Rồi đó, xả nhẹ lại từ từ, thấy không, đẹp không? Ừ. Rồi giống như gọi là mình trừ hao, mình trả là dần dần lại thôi, chứ không để mà đợi thẳng rồi xong mình mới trả, thấy không? Nó khác biệt. Để thẳng nó trả là chừng nào khi nào mình đánh lái nguội á đó, mình dừng hẳn á mình mới chạy cái đó, còn mình đang đi mà sao chạy cái đó được. Rồi trả lại rồi đi tiếp. Sâu vô 5 phút sau thở ra. Nhớ 5 phút sau thở ra. Rồi buông thẳng. Rồi cẩn thận. Đến đó mình chậm lại chút xíu. Có xe lên mình gà thẳng lại ở đây. Mình gà thẳng lại ở đây. Đúng rồi. Không có xe lên hay không? Cái xe nó đây. Rồi đi xuống. Rồi. Có xe lên hay gì? Có cái xe lên đó. Nó có lên hay không mà sao nó cái ve cà ve hoài vậy ta? Xe 16 chỗ. Rồi ok, mình đi. Đi xuống nè. Rồi đi. Buông thắng ra. Nó đang xuống. Trời ơi, gồng cứng ngắt cái bộ lằn luôn. Không bẻ. Cái thả lỏng ra có gì đâu, khó nè. Nó đang xuống á, tưởng mà nó ve lại đi lên. Rồi anh lấy gọng qua bên trái giùm em nè. Yeah. Rồi mở xi nhan phải, vai mình phải qua khỏi cái cây bàn mới đánh hết lái nha. Rồi hết lái xuống luôn. Gà thắng nhẹ, đúng rồi. Đó, cứ mạnh dạn lên, có gì đâu mà sợ run dữ vậy. Rồi trả nó lại dần dần. Nữa, lẹ tay. Ừ, nhớ trả là trừ hao. Ảnh cứ để thẳng trả, có đòi tạt vô nó dách núi không. Rồi đi tiếp. Khổ đẹp. Mới mà các bạn. Lần ấy lên làm chuyện ấy. Lần đầu làm chuyện ấy lần. Rồi đi tiếp. Rồi ông của nội buông thẳng ra. Buông thẳng ra đi, không vướng đâu. Mà vướng rồi cho vướng luôn. Chen chút ghét đang xuống mà cái nhảy chen lên. Mở xi nhan trái. Rồi anh đạp ra nhẹ. Rồi đổi số lại giùm em nha. Đúng rồi, đẩy nhẹ lên đất. Ok. Rồi tắt xi nhan giùm em luôn. Đổ mồi hột. Lên nữa ha. Quay trái đi. Giờ ra biển uống cà phê đi. Rồi chút xíu mình ăn sao. Rồi từ từ thôi. Mở xi nhan trái nè. Rồi anh cứ lại lại. Chậm thôi. Ok, rồi đi tiếp. Rồi thôi bye bye cả nhà nha. Mệt rồi, thấu xi rồi.